Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin con trai Nguyễn Tấn Dũng, tẩn Nguyễn Văn Thể một đòn rất mạnh, kết quả ra sao? Nguyễn Văn Thể và Nguyễn Hồng Trường đều là phó của ông Đinh La Thăng, thời ông Thăng còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Có một điều là khi Đinh La Thăng bị truy tố vì sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Huệ, tức là Út Chọc, thì kéo theo ông cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường vào lò. Còn ông Nguyễn Văn Thể thoát một cách khó hiểu, mặc dù vấn đề có liên quan đến ông Thể. Vấn đề là phe cánh thì đánh nhau, ai cũng biết sở dĩ Đinh La Thăng bị tấn công mạnh là vì ông chính là cánh tay mặt của ông Nguyễn Tấn Dũng, là đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Sau cú thoát nạn ấy, ông Nguyễn Văn Thể lại lên chức bộ trưởng và cho đến nay là người ta nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Thể chính là người thuộc phe của ông Nguyễn Phú Trọng. Và có lẽ đúng là như vậy thật. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường đã sổ khám nhưng Nguyễn Văn Thể thì không. Sau năm 2016 khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị đánh gần hết nên gia tộc Nguyễn Tấn Dũng chỉ trông cậy vào sự nghiệp của trưởng nam, đó là Nguyễn Thành Nghị. Ông Nguyễn Thành Nghị qua 3 nhiệm kỳ ủy viên Trung ương Đảng và giờ ông cũng trèo lên được tới chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng dưới tướng của ông Phạm Minh Chính. Trong các bộ của chính phủ, có người thì thuộc phe của ông Trọng, có người lại thuộc phe của ông Dũng. Dễ thấy nhất là Nguyễn Thành Nghị, người thuộc phe của ông Dũng. Trong chính phủ, Bộ Xây dựng là bộ nhỏ, không lớn như Bộ Giao thông Vận tải của Nguyễn Văn Thể. Hầu hết các bộ trưởng nắm Bộ Xây dựng đều âm thầm, không có tiếng nói mạnh trong chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng dưới thời Nguyễn Thành Nghị không hề chịu lép vế như những người tiền nhiệm trước đó. Ông Nguyễn Thành Nghị đã làm khá nhiều và có vẻ như ông đang muốn chứng tỏ quyền lực trong chính phủ. Ngày 26 tháng 4, Nguyễn Thành Nghị đã cho thanh tra Bộ Xây dựng vạch hàng loạt vi phạm tại hai dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, được xem như là hành động tấn công của Nguyễn Thành Nghị vào lĩnh vực mà ông Nguyễn Văn Thể đang có trách nhiệm quản lý. Sau khi thanh tra, phía thanh tra Bộ Xây dựng kết luận công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại hai dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường băng sân bay Nội Bài. Đây là hai dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị quản lý dự án. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị xua quân sang mời sai phạm nơi mà ông Nguyễn Văn Thể quản lý. Theo kết luận thanh tra do Chánh Thanh tra Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành, dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành Đai 3 thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư phê duyệt vào tháng 9 năm 2013. Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư, vụ kế hoạch và đầu tư là cơ quan thẩm định. Tại dự án này, thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án gói thầu xây dựng sai sót, làm tăng giá trị dự toán các gói thầu lên tới hơn 27,2 tỷ đồng. Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, thanh tra Bộ Xây dựng cho biết Ban quản lý dự án Thăng Long đã không đăng tải công khai trên báo đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu và tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. Dự án có sử dụng nhà thầu nước ngoài nhưng Ban quản lý dự án Thăng Long không thông báo cho cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan về việc này. Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án Thăng Long đã khởi công xây dựng công trình nhưng không thông báo thời điểm khởi công, không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng công trình cho cơ quan xây dựng tại địa phương để theo dõi và lưu hồ sơ. Tương tự, tại dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường băng cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã phát hiện cán bộ của Ban quản lý dự án Thăng Long đã có sai phạm làm tăng vốn các gói thầu hơn 14 tỷ đồng. Một sai phạm không nhiều đối với một dự án với quy mô như vậy, nhưng một khi đã vạch lá, tìm sâu thì phải moi đến cùng những sai phạm từ phía Bộ Giao thông Vận tải. Đây là hình ảnh có lẽ Nguyễn Thành Nghị khó làm được gì với ông Nguyễn Văn Thể. Không biết con trai ông Nguyễn Tấn Dũng muốn gì khi xua quân sang Bộ Giao thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thể để thanh tra. Có lẽ đây chỉ là hành động ngựa non háu đá của Nguyễn Thành Nghị
vì xét về thế lực, ông Nguyễn Thanh Nghị không mạnh bằng ông Nguyễn Văn Thể. Tuy là không ảnh hưởng gì đến ông Thể, nhưng qua đây cũng cho thấy Nguyễn Thanh Nghị đang muốn chứng tỏ quyền lực của mình, chứ kết quả chẳng lay chuyển được ông Nguyễn Văn Thể trong thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Triệt hạ sạch, ông Nguyễn Phú Trọng vung tay xử 32 tổ chức đảng và gần 2.000 đảng viên. Cận kề ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 5, ông Nguyễn Phú Trọng vung tay triệt hàng loạt tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên bị đưa vào tầm ngắm. Đợt ra tay chưa từng có, hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ ở Hội nghị Trung ương mà nhiều người cho rằng sẽ là Hội nghị Trung ương đầy biến động. Ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chiến dịch đốt lò cách đây 10 năm, nhưng chưa bao giờ ông mạnh tay như hôm nay, mặc dù sức khỏe của ông ngày một yếu đi, ông đi không vững, phải luôn có người dìu. Nguyên nhân là bởi công ty Việt Á và lòng tham vua bờ bến của những quan chức địa phương nên rất nhiều người đã bị dính vào vụ này. Thông thường nếu bắt tay nhau rút tiền nhà nước kín đáo thì khó bị lộ. Tuy nhiên, hành động cưỡng mua của cả hệ thống chính quyền trong thời gian vừa qua, khi mà người dân đối mặt với những khó khăn thì không thể không bị lộ. Người dân kêu thấu trời về hành động móc túi một cách vô nhân đạo của quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng không thể không xử lý việc này vì nếu để lâu có thể dẫn đến sụp đổ Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Theo báo chí cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương truy ra những dấu vết vi phạm tại 8 Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành liên quan đến vụ Việt Á. Thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Cẩm Tú với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho quân kiểm tra tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế. Tại cuộc họp, ông Trần Cẩm Tú cho biết trong 3 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 297 tổ chức đảng và 921 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang có 20 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tức là tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước, và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra và 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Theo ông Tú, nội dung kiểm tra tập trung vào những vi phạm về thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, thực hiện các dự án nghiên cứu, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay hạ hàng loạt. Cuộc ra quân rầm rộ lần này trong 3 tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên. Một con số khổng lồ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng dù kỷ luật nhiều như vậy nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với thực tế. Với nhà nước này thì tiêu cực diễn ra khắp nơi. Nó đã len lỏi trong mọi ngành nghề, mọi cấp từ trung ương đến địa phương. Riêng trong ban bí thư cũng đã ra tay thi hành kỷ luật với 3 tổ chức đảng ở 9 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng với 1.017 đảng viên. Cộng với Ủy ban kiểm tra Trung ương thực hiện thì con số này khá đông. Vụ án công ty Việt Á sẽ kết thúc kiểm tra tại công ty Việt Á vào quý 2 năm 2022, tức chậm nhất là hết tháng 6. Theo ông Trần Cẩm Tú đánh giá thì tình hình vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi. Có việc nghiêm trọng hơn diễn ra rất nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội và nhân dân. Chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nên sức mạnh của ông Trần Cẩm Tú sẽ làm cho rất nhiều quan chức từ Trung ương đến địa phương phải e ngại. Trước mắt, ông Tú sẽ cho kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đến vụ án tại công ty Việt Á. Đây là hình ảnh cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng, chính là ông Trần Cẩm Tú. Quan trọng đến mức ông Trọng cho thành lập các đoàn kiểm tra có dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và 8 ban cán sự đảng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành. Đồng thời chỉ đạo 14 tỉnh ủy
và 63 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ việc Việt Á. Lần này, không những ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Trung Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, mà những người đứng đầu các tỉnh cũng đang rất run sợ. Cuộc thanh trừng của ông Trọng cho thấy càng ngày càng hay và nóng rực, hứa hẹn nhiều nhân vật lớn sẽ vào lò.